là đường. Không biết thì các anh phải sang ủy ban dân phường mà hỏi. Phải biết ra thì mới làm việc được. Thường cưỡng chế trái luật vẫn được quyền sử dụng đất hợp pháp của gia đình tôi. Alo. Người đang ngồi trên xe không hoạt động, không xe không hoạt động. Mời chị xuống đi. Mời chị xuống. Ôi, chúng tôi đang ngồi trên ruộng nhà tôi, anh không có quyền. Alo. Tôi chứng minh được đây là ruộng nhà tôi. Bây giờ đổ ra ruộng của ta chưa thu hồi đâu. Chưa thu hồi. Tôi chưa thu hồi đâu. Cho nên là đừng có phát biểu những cái việc ấy. Đây là ruộng nhà tôi. Tôi chứng minh được đây là tôi đang ngồi trên thửa ruộng nhà tôi. Đây giờ đường. Phải về đâu? Nhìn ra cái đường ấy ruộng. Nhìn đường ấy ruộng nhà tôi. Đây nhìn đường ấy ruộng. Người ta cưỡng chế trái luật của tôi. Ông không phải quát là nhìn đây đường, nhìn đường ấy ruộng. Ông làm việc với dân như thế à? Vẫn làm việc ngồi trên xe. Mời xuống xe đi. Tôi đang đứng ở trên ruộng nhà tôi. Đây là đường, nhìn trên. Đường nhưng làm trên ruộng nhà tôi. Cái ruộng của tôi trên đường rồi. Tôi có đầy đủ giấy tờ chứng minh cho tôi có chữ hỏi đây. Tôi biết đây là ruộng rồi. Tôi biết, anh mới về đây anh biết là đây là ruộng của tôi à? Đi kìa, xe này. Chết hẳn của người kia mà không đưa người nhập. Chết hẳn rồi. Đi đây mấy đứa để con này đi. Đi đi khỏi đường đường đi. Lên hồ đi. Công an đang bắt người ngồi trên xe máy không có đội mũ bảo hiểm. Không đang ngồi nhưng mà bắt. Ngồi trên xe, chạy.
trên xe mô tô. Phải ghi rõ mô tô đang đứng nha, tôi đang không điều khiển nữa. Mô tô đang đi. Nếu mà đưa được bằng chứng ra nha, bỏ được bằng chứng ra chứng minh nha, thì đang ghi vào. Còn xe tôi đang đỗ đây, đừng có mà ghi lung tung, đừng có bậy quyền cái chức. Ngồi trên xe mô tô đang đỗ đây, thích biết nào biết. Tổ công tác yêu cầu. Tổ công tác yêu cầu. Tâm xuất trình giấy tờ xe. Nhớ đâu cho vô bao ông này. Hạt mấy năm cho vô. Có quen. Không chấp hành xuất trình giấy tờ. Ngày hết. Nhanh. Hãy xuất trình giấy tờ. Tâm ý kiến thì không, không ký thì hay là như nào? Bỏ đây tôi ký à? Tôi ký tôi sẽ ghi ý kiến của tôi vào đấy. Tôi ý kiến mồm không gió bay lên trời, mất không. Đấy, không xuất trình giấy tờ này, lời khai người vi phạm thì tâm như thế này, chứng kiến vào đây. Tôi ghi ý tôi đúng sự thực là như nào, tôi ghi như thế. Đây có cả người chứng kiến nha, chị quê ra chứng kiến nha. Ông Trường vừa lên, ông Trường nhìn thấy người ta đi xe. Ông Trường vừa đi xe lên đấy. Đúng rồi, phê. Chứng kiến cho thực tế là ông có nhìn thấy người đang đứng xe không? Xe không bao nhiêu người đây, thanh niên bạch nhiệt. Thanh niên bạch nhiệt là xe đang đứng. Xe đang chết máy. Xe đang đỗ đúng không? Xe đang chết máy. Xe đang đỗ. Không tham gia giao thông. Chỗ to là cái chỗ đường này là ruộng nhà chị ấy sửa ngày xưa đúng không? Cho đi được đi, chưa thu hồi. Dụ người ta chưa thu hồi. Thu hồi thì có thể là có cái quyền không đội mũ đúng không? Đi xe không đội mũ. Đang dụ rồi. Đi đâu? Đang đứng ở đây để đây đang làm. Đỗ gì mũ? Đứng ở đây thì đứng đây là ra là cứ hỏi mũ nó thích lách vào thì là cũng phải lách gì. Chúng nó lưỡi, chúng nó ngứa mà nó cứ lách vào lồn các bà mà các bạn nghe. Đang đứng mặc để cho nó đứng lồn các bà nghe. Đây nha, tôi đọc nha cho mọi người chứng kiến nha. Tôi đang ngồi trên xe máy không nổ và trên thửa đất 173m xứ Đồng Mét Gạt của gia đình tôi đã bị Ủy ban dân quận Hà Đông chưa trả quyết định phê duyệt phương án mà đã cưỡng chế trái luật lên khi công an vừa để cho nó chúng nó lấy một đàn lấy lưỡi nó lách vào lồn mà nghe. Trường doanh nghiệp cầu anh Trường doanh nghiệp là nhìn thấy cô đang ngồi trên xe có người người ta làm việc, người ta có đạo đức, có lương tâm.
anh phải biết ý kiến anh nhìn thấy cái gì đó nha. Ký ghi họ tên rồi đấy. Không phải ghi ghi họ tên không đâu. Anh nhìn thấy gì đó. Ghi họ tên đấy thôi. Anh ghi. Anh nhìn thấy cái gì? Nhìn đấy ạ, ký. Cái gì người chứng kiến không mà lại nhìn thấy cái gì đấy, cái gì ký bừa. Tôi đến đây là đúng lúc 17:30. Vâng. Đến hiện trường như nào thì là tôi. Vâng. 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 Anh đừng có đấy, ngồi trên xe không đổ máy. Tôi đang ngồi trên xe không đổ máy, thế thôi, không đội mũ bảo hiểm đấy, nhưng ngồi trên xe không đổ máy nhá. Ngồi trên xe không đổ máy. Còn tôi chứng minh được cái thửa ruộng 173m này nhà tôi vẫn chưa có quyết định phê duyệt phương án à. Có cả xác nhận của xóm trưởng xóm phó ấy kìa. Không đổ máy. Tôi đứng ở đây không làm tôi bỏ đây chứ chẳng liên quan gì đến ai. Thích béo thì phải đổi. Đứng ở ruộng nhà tôi chứ. Không đổi mà không đổ máy phải đội mũ bảo hiểm. Chúng mày thần kinh à? Làm cái mồm gì? Chúng mày như mồm lồn nhỉ? Nó phải có lý, có tình. Cứ bó thì chúng mày lại lưỡi lấy cả lồn người khác. Tôi có chuyện đấy nó là mồm lồn nhỉ? Là chuyện đấy lưỡi lấy cả lồn người khác. Cứ bó thì chúng mày. Ông ý đi này, xe, tôi đến 17 giờ thấy chị Lâm ngồi trên xe không đổ máy, không đổi mũ bảo hiểm được rồi. Được rồi. Thế được. Khi không đủ bằng chứng để tạm giữ, ông quyền tạm giữ. Ông cứ ghi vào đấy, sai đâu tôi chịu trách nhiệm. Biên bản như thế kia mà bảo sai đâu. Biên bản như thế mà lại bảo rằng là chỉ về người đúng được à, để mà tạm giữ à. Thế quyền gì? Chúng mày người bằng quần áo, chúng mày thích làm gì? Cái quyền cái thế mà thích làm gì thì làm chứ. Thích làm gì thì làm. Các cái bộ quần áo, chưa có quyền được thế, hoài quá. Bây giờ muốn bắt người dân thế nào chả được. Không chết trời, không chết trời, chứ bố. Cái quyền cái thế thì muốn làm gì chả được. Nhanh lên. Chúng mày cày quyền cái thế mà ra đánh cắn đầu nhà bà. Tôi chịu trách nhiệm. Này, tổ chứ bố này chú mày nói chó đọc đéo ghẻ. Nam tự dưng ngồi thì sai đéo được. Chứ bố mày là người trong nhà mày bắt bố mẹ mày để phải đội mũ bảo hiểm à? Về làm việc mà không đưa. Tổ chứ bố này chú mày đang điều khiển xe máy. Người ta đang ngồi ở trên xe ở cái chỗ ruộng để người ta xem. Ruộng nhà tôi nha, không bao giờ phải đội mũ bảo hiểm. Khoác cái áo cho người ra ngoài ta chịu trách nhiệm. Tổ chứ chú mày cứ cay cái bộ quần áo. Mày cứ cậy chúng mày khoác trên người bộ quần áo à? Cái loại à, chó tha, cái loại ốc chó khoác trên người bộ quần áo làm gì? Ô uế đảng ra, ô uế nhà nước ra. Tổ sư bố nhà chúng ta. Mà ai? Ai chả lăng mạ? Ai của trên người đây? Nó nói thế ai của trên người đây? Nó nói là nó khoác trên người. Ai của trên người? Tổ sư bố nhà chúng mày lăng mạ? Ai chả mặc quần áo? Ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm. Mà bắt nói gì? Làm cho đúng đi. Chúng chở thổ này lên trên này, này luôn cửa trương. Ôi mời chị xuống xe đi. Xuống xe đưa xe về công an phường. Xuống xe. Đưa xe. Đúng rồi đấy. Có là đủ bằng chứng. Ai là đủ bằng chứng đấy. Cho mọi người, người ta khanh lên nha, bởi vì em đang đứng nhân dụng nha em. Đưa xe lên đi. Thôi thôi. Nhẹ nhàng thôi, đưa xe. Đưa luôn cả chị cho mày bỏ ra đi, tao không sai đâu, mày bỏ ra đi. Không chưa? Không chưa? Anh vui rồi. Đây quyền cậy thế à, làm láo à? À. Làm cái gì nó để có bằng có chứng nhá, có lý thì thôi. Tôi không có. Đấy là để nhà đi làm cái gì mà cả. Tôi đang ngồi trên xe không có muốn công an kia. Kìa công an thế kia kìa. Người ta ngồi trên xe trên đường. Chúng bắt buộc. Chúng bắt buộc. Một đây là cái khu ruộng nha. Cái ruộng nhà người ta, người ta ngồi ở trên ruộng nhà người ta đấy. Đâu cắn nổi đâu, lồn toàn già trước tuổi đấy, đâu cắn được đâu. Thịt mẹ không lắm đi xử phạt anh chính ba mày sợ lồn. Mày làm đéo gì? Làm đéo. Ngồi trên xe không đi. Đây nhỏ cả đi. Chủ xe đâu rồi nhỉ? Chủ xe đâu rồi? Chủ xe đâu rồi? Bắn mẹ hết mấy cái thằng ở Ủy
ban dân phường trong nội lập giấy tờ giả của dân đây kìa. Về rồi, ông về rồi. Làm cho đúng đi. Làm cho đúng đi. Vừa lại nhông nhông lên. Trời ơi, nhông mà. Dân mặc áo của đảng à. Quốc ở trên người những mấy cái bộ quần áo ấy nên mà cắn lồn dân à. Cắn đéo xong đâu toàn vớ phải lồn ra trước tuổi để đéo cắn được đâu. Ồ, sư bố nhà chúng mày. Bà mày làm gì? Bà mày đang đỗ xe trên ruộng nhà bà mày cắn lồn bà mày à. Không cắn được đéo rồi đúng, cu này nói đúng, liếm còn không xong nữa là cắn. Cô con này nó bảo liếm lồn còn không xong. Quay hết về. Cái đứa nào vi phạm pháp luật bắt mẹ hết đi. Cả một lỗ phường đấy làm giấy tờ giả cướp của người ta đấy. Giấy tờ giả cướp đất kia kìa. Ngồi chân chết rồi đấy. Ra đấy mà bắt đi. Làm cái gì? Làm cậy chức cậy quyền làm can à. Alo, mặc bộ quần áo để đi cướp. Ra. Em lên cầu. Bố lợi hả? Sao ạ? Bố lợi hả? Alo. Alo. Ừ. Sao ông có bảo gì đâu? Gọi nhỡ từ lúc sớm rồi mà. Không biết xấu. Nhường. Tham gia giao thông mà phạt không đội mũ bảo hiểm. Quay. Nhiệm vụ à? Cái gì đúng mới gọi là nhiệm vụ nhá. Còn những cái này đéo vẻ vang gì đâu. Vẻ vang lắm mà, vinh quang lắm mà. Mà gọi là làm nhiệm vụ. À, là cái này. Mày cổ vũ cổ đi à? Đúng đi. Đừng có mà cậy sức cậy quyền đè lén những người dân đen này này. Vậy cho nó ngồi cả đấy. Anh béo kìa, không mở mũ bảo hiểm.